Xin được mời vào đây đội khăn vàng. Các vị giám khảo đã quyết định đội chiến thắng ngày hôm nay chính là đội khăn vàng. Chúc mừng các bạn. Và như vậy là phần thưởng 20 triệu đồng. Phần thưởng này đến từ nhà tài trợ Mr Bean, đậu nành được nhập khẩu từ Bắc Mỹ. Và với 5 bạn đang có mặt ở đây thì các vị giám khảo đã quyết định đầu bếp xuất sắc nhất của tuần này là đầu bếp Hưng. Chúc mừng em. Thành công của nhóm chúng tôi không đến từ cá nhân tôi. Cái phần thưởng đấy thì cũng thật sự là phần thưởng cao quý dành cho tôi ngày hôm nay, nhưng tôi sẽ share lại cho tất cả mọi người đây vì thành công của tất cả. Cảm ơn mọi người. Và dĩ nhiên các bạn, cả 5 thành viên đội khăn vàng, các bạn an toàn. Và đây, xin mời đại diện của ban giám khảo hãy trao phần thưởng trị giá 20 triệu đồng cho đội khăn vàng. Chúng tôi xin được mời vào đây gặp ban giám khảo 5 thành viên của đội khăn màu hồng. Như các bạn cũng đã biết, đội khăn vàng là đội giành chiến thắng trong buổi nấu ăn ngày hôm nay. Trong đội khăn hồng của chúng ta, hôm nay sẽ có người phải cuốn dao ra về. Em có một ý kiến, hôm nay em muốn thách đấu với bạn Cường. Thấy lời thách đấu của bạn ấy như thế nào dành cho mình? Của em không có lý do gì để mà thách đấu với bạn ấy. Em thì cũng rất là hòa đồng, chan hòa với mọi người. Mặc dù em có những lỗi lầm em đã mắc phải trong tập trước, em cố gắng nhận lỗi và mọi người đã đồng ý tha thứ cho em. Cái lý do vì sao bạn lại có cái ý định này? Và cũng kêu em là người yếu nhất, người mà đã loại những người đồng đội, những người bạn của em, mà những người bạn đó gọi là ra đi, gọi là không tâm phục khẩu phục. Nên em hôm nay sẽ là người muốn thách đấu với bạn Cường như hai người đàn ông. Bạn muốn thách đấu như thế nào? Chủ đề tự do, phim trường có gì đấu đó. Cường có chấp nhận lời thách đấu này hay không? Dạ em chấp nhận lời thách đấu với bạn Hiệp. Hiệp nói lời thách đấu với Cường, đó thực sự là tinh thần của một người đầu bếp. Tôi cổ vũ Hiệp vì đơn giản, Hiệp là một người đầu bếp thực sự có trái tim. Khi mà các bạn làm việc thì nó đã xảy ra những cái mâu thuẫn gì mà đến nông nổi thì hai cái cá nhân nó lại thách đấu với nhau.